Từ hiện tại là em trực đang có mặt tại đường Cây Vông, đường Cây Vông nhà cả nhà, thuộc xã Duy Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Thì ngày hôm nay em trực sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị mình hai căn nhà. Một căn nhà nằm trên mặt tiền đường nhựa đường Cây Vông này, về căn nhà thứ hai thì nằm trên đường số 7. Đây, đường số 7 này cả nhà. Đó. Thì đường số 7 này hiện trạng rộng là 7 mét nha, sâu là rộng là 8 mét. Còn cái đường nhựa đường Cây Vông này thì hiện trạng rộng nó là 8 mét nha cả nhà. Đây, ở đây có tiệm đồ hó này. Đó. Đây đây căn nhà mà hôm nay em trực sẽ review căn nhà này. Một trệt một lầu. Nhà mới 100% luôn. Đây cả nhà. Đây nha. Đó. Căn nhà này. Căn nhà này. Thì đi theo cái hướng này nè thì mình sẽ đi được là đường nhà vuông. Thì từ vị trí căn nhà mình mà đi đường nhà cách đường nhà vuông là 700 m. Còn cái hướng này á, đi theo đường số 7 này thì mình sẽ đi được là đường Đồng Khởi. Thì cách đường Đồng Khởi chỉ có 170 m thôi cả nhà, rất là gần luôn. Thì đường Đồng Khởi á là đi về thành phố Nha Trang cũng được nè, đi tới Trần Văn Vĩnh cũng được luôn. Đi tới Chợ Thành là 2,5 km nha cả nhà. Đó. Còn mà mình đi theo hướng này thì sẽ đi tới được là chợ Duy Sơn, Ủy ban Duy Sơn, thì cách đó là 1,2 km. Đi tới cụm công nghiệp Diên Phú á, thì nếu anh chị mà làm ở khu công nghiệp đó thì cách đó là 4 km nha cả nhà. Và đi về thành phố Nha Trang mình là 13 km, đi tới bảy vòng á. Còn mà quý anh chị nào mà ở Sài Gòn về thì đi tới sân bay Cam Ranh á là 42 km. Còn mình đi theo hướng mà cao tốc Bắc Nam á thì chạy tới cao tốc Bắc Nam là 11 km nha cả nhà. Và bây giờ em trực sẽ đi vào ngôi nhà review phía bên trong cho quý cô chú anh chị thì mình tham khảo về căn nhà này. Thì tổng diện tích căn nhà này á, diện tích đất là 73 m, diện tích sàn á là lên tới 140 m nha cả nhà. Nhà mình hoàn toàn mới luôn, chủ họ đã hoàn thiện xong căn nhà này khoảng chừng là 1 tháng rồi. Cửa cổng rất là đẹp luôn, một trắng. Đây là sơn tĩnh điện này. Nếu mà mình mua về ở thì mình nên xây một cái máy chợ vòm ngay đây để xe mình che nắng che mưa. Còn nếu mình có ô tô thì đậu ở phần sân trước này cũng được này. Đó. Thì phần sân rộng khoảng chừng đâu có nè, tầm là 20 mét đó cả nhà. Đậu được 2 đến 3 chiếc xe máy. Mặt tiền đường nhựa này phù hợp là kinh doanh buôn bán đỡ đều rất là thuận tiện luôn, cho thuê cũng được. Đây, đường dây điện đây. Đường Cây Vông là đường thông nha cả nhà. Thì tuyến đường Cây Vông này đi đi thẳng lên tới nhà thờ Cây Vông luôn. Nhà quay lại một lần nữa này cho cả nhà mình hình dung. Kết cấu căn nhà mình là nhà một trệt một lầu. Vật liệu như cửa thì bằng nhôm sinh phe này, màu đen, kính cường lực. Thì tông màu của căn nhà mình là màu trắng. Tường thì những nơi phòng khách này nè thì sơn màu màu xám nha. Đây, không gian bếp và phòng khách đây. Chỗ này là kệ tivi này. Bếp thì sơn màu xanh. Bếp nhìn rất là đẹp luôn. Mình chỉ việc vào mình mua nội thất vào ở thôi. Đó. Em đứng cái góc dưới này nhìn lên trên này. Rất là rộng nha cả nhà. Đầy đủ công năng cho mình nha, như là bồn rửa tay nè, tủ đựng chén bát này. Đó. Ồ, rất là mới, cũng rất là đẹp. Thì tầng 1 thì bao gồm là phòng khách, phòng bếp. Và dưới đây có một phòng ngủ nữa này. Đó, phòng ngủ có một cái cửa sổ riêng. Thì chủ họ có bắt một cái ống đồng để mình bắt cái lạnh này. Đó. Ống đồng này cái nhà. Đèn led nha. Ở dưới này thì nếu mà mình có còn bố mẹ thì bố mẹ mình ở dưới cái tầng này đi vệ sinh nó thuận tiện hơn. Đây,
nhà vệ sinh dưới này. Đây nhà vệ sinh đây cả nhà. Đây. Toàn bộ cái tường này ốp cạnh men hết luôn, rất là sạch. Và đây thì có bồn rửa tay nè, vòi hoa sen, bàn inox và toilet. Gương có một cái cửa sổ mình mở ra bỏ vô rất là thoáng. Chỗ này thì mình có để phải để máy giặt ở đây cũng được này, đó. Và bây giờ em Trực sẽ đi lên tầng 2 nha. Chỗ này chủ họ có treo cái đèn rất là đẹp luôn, chỗ tầng cao này, đó. Đây em Trực đi lên tầng 2. Thì kết nối hai tầng chính là cầu thang bằng kính cường lực, tầng vịn bằng gỗ. Về chỗ cầu thang mình á, nhìn lên trên này cái nhà đó, cái mộ giếng trời nha, giếng trời là chủ họ cái lắp cái miếng nhựa trong á thì để lá sáng xuống. Em trực lên trên đây. Đây đó chính là tầng 2 nha cả nhà. Rồi bật điện lên. Thì nhà vệ sinh của tầng 2 á, giống như ở dưới tầng 1 á, cũng lắp đầy đủ trang thiết bị cho mình, gắn liền tường cơ bản thôi. Bồn rửa tay và hoa sen và toilet. Gạch men thì có ốp hết liền tường luôn, trên cao luôn này. Đó. Thì ở trên tầng 2 này thì bao gồm á là hai phòng ngủ và một phòng thờ ở phía bên kia. Thì ở trên này thì mình dùng cho gia đình mình, như vợ chồng mình nè và con cái mình thì ở đây. Ở trên này thì chủ họ có đổi tông màu, màu xanh da trời. Đó. Thì chỗ này thì chủ họ có bắt ấm đồng ở đây nè. Cửa sổ mở ra mở vô. Xe số mình ngủ dài mình mở ra, mở vô đây. Rồi, chỗ này chính là hệ xóm nhà, hệ xóm xung quanh này. Đó. Ở Duy Sơn này á thì nó gần con sông cái, cho nên mùa hè ở đây cũng rất là mát nha cả nhà. Thì mỗi phòng ngủ ở trên này rộng khoảng tầm đầu là 20 mét đó cả nhà. Mỗi phòng được lắp một cái TV riêng này, TV riêng. Chỗ này mình có thể thiết kế mình để cái bàn học hoặc là bộ ghế sofa, mình đi đây mình đọc sách cũng được này. Rồi cái phòng ngủ thứ hai đây, phòng ngủ thứ hai đây thì nó rộng hơn cái phòng ngủ thứ nhất khoảng chừng 5 mét thôi. Có một cái cửa sổ riêng này, cửa sổ riêng và vẫn có ống đồng để mình đắp cái lạnh. Nhìn chung nhà mình nhà cũng mới rất sạch. Đây chỗ này chính là phòng thờ này, đó phòng thờ. Có một cái cửa sổ riêng mở đây mở vô chỗ này. Và là ban công. Ban công này từ tầng 2 nhìn xuống. Đó. Nhìn xuống dưới này là cả nhà đó. Đây. Đây là đường cây vong này, đó, đường cây vong. Đường nhựa luôn. Thích hợp mình mua mình để ở này, kinh doanh buôn bán là rất thuận tiện luôn. Về giá thì bán thì mà là 1.8 tỷ nha cả nhà. Giá trước kia là 1.850 tỷ, bây giờ chủ hạ giá thêm 50 triệu nữa, còn lại là 1.8 tỷ. Thì tổng diện tích sàn như em nói là 140 mét. Mặt tiền đường này giá trước kia là để là 13 triệu rồi, cái này đã 3 năm rồi. Nhà về đất thì em trực tính ra luôn á thì tầm đâu đó khoảng là 140 tép thì đâu chứ hơn 10 triệu thôi cả nhà. Sổ sách đầy đủ nha. Thì quý cô chú anh chị nhà mình mà có tài chính thuộc tầm là 1 tỷ thì mình có thể vay thêm, ngân hàng sẽ hỗ trợ. Thì video đến đây em Trực xin phép được tạm dừng. Quý cô chú anh chị nhà mình có nhu cầu đi xem căn nhà này thì liên hệ em Trực sẽ gửi toàn bộ thông tin qua Zalo. Hẹn gặp lại
cá nhân mình ở một video tiếp theo nha.